Chào mừng các bạn đến với Vlog Thanh Sơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm món đậu phộng rang muối ớt. Đây là một món ăn vặt thích hợp cho những ngày Tết sắp tới. Món đậu phộng rang tỏi ớt dùng để nhâm nhi với một vài cốc bia, cốc rượu là nhức nách luôn nha các bạn. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau bắt tay vào làm món này nhé. Nguyên liệu chúng ta gồm có tỏi, ớt, mắm, đường và không thể thiếu đó là 1 kg đậu phộng. Đối với tỏi, chúng ta sắc ra và băm nhuyễn. Chúng ta cần phải băm cho nhuyễn để tỏi sau khi phi sẽ rất là sẽ thơm và khi mà bỏ vào đậu phộng thì nó sẽ bám vào đậu phộng thì chúng ta ăn sẽ ngon hơn. Tỏi phải băm cho kỹ nha các bạn. Sau khi mà băm nhuyễn rồi thì chúng ta bỏ vào chén và tiếp tục băm ớt. Tỏi với ớt thì tùy thuộc vào sở thích cay hay là mùi tỏi của mỗi người mà chúng ta làm nhiều hay ít tỏi nhé. Đối với mình thì vì mình ăn cay ít nên mình chỉ dùng 3 trái ớt cho 1 kg đậu phộng. Ớt này cũng rất là cay nên mình không có dám lấy cái tay để gạt ớt vào chén. Rồi, đây là chén tỏi ớt sau khi băm của mình. Đối với đậu phộng thì chúng ta chọn hạt đậu phộng to và sạch nha các bạn. Trước khi chúng ta rang đậu phộng thì chúng ta phải chuẩn bị chén nước mắm đường. Đối với 1 kg đậu, ta dùng 7 muỗng canh mắm. Nha các bạn. Và 6 muỗng đường. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi, sau đó chúng ta đánh cho đường tan và bí quyết cho đậu ngon hơn thì chúng ta cho thêm một muỗng tương ớt nha các bạn. Tương ớt sẽ giúp cho đậu của chúng ta ngon hơn. Sau khi chúng ta làm xong nước mắm thì chúng ta tiến hành bắt chảo lên bếp và cho một ít dầu ăn vào để phi thơm tỏi ớt. Khi dầu sôi thì chúng ta cho tỏi trước nha các bạn, để tỏi sau khi mà nó mình cho tỏi vào thì tỏi nó săn lại thì mình hãy cho ớt vào.
Chúng ta vặn nhỏ lửa vào lại. À, sau khi mình thấy tỏi nó vàng hết rồi thì mình cho ớt vào. Chúng ta phi thêm khoảng 5 phút nữa để cho tỏi và ớt nó dậy lên cái mùi thơm. Thì chúng ta mà ngửi thấy mùi thơm rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp và vớt tỏi phi ra nha. Đấy, bây giờ bắt đầu thấy mùi thơm, nghe mùi thơm rồi nè, ngửi 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 thấy mùi thơm rồi nè. Ừ, rồi chúng ta vớt cái tỏi phi nè, tỏi với ớt phi này ra, bỏ vào chén để tí nữa chúng ta trộn vào trong đậu phộng. Chúng ta vớt cho sạch nha các bạn để cho nó khỏi bị cháy cái tỏi. Còn một ít dầu còn lại tí nữa chúng ta sẽ cho đậu vào và rang chung với cái dầu này luôn. Dầu nó sẽ giúp cho cái vỏ đậu phộng nó không bị bong ra và nó bóng cái hạt đậu phộng lên, nhìn nó đẹp hơn nha các bạn. Rồi, chúng ta cho đậu phộng vào. Ở đây là 1 kg đậu phộng nha các bạn, mình định làm 1 kg. Rồi chúng ta liên tục đảo đảo đều tay để cho đậu phộng nó khỏi bị cháy và vặn lửa nhỏ nhỏ lại để cho đậu phộng chín từ từ và chín đều thì cái hạt đậu phộng nó mới giòn và ngon. Nhớ là các bạn, chúng ta bật lửa nhỏ và đảo đều tay nha các bạn, đảo liên tục. Và sau khi mình đảo khoảng chừng 15 phút thì chúng ta thấy cái hạt đậu phộng mà nó vàng và nó hơi xém xém tí thì chúng ta mới tắt bếp. Nhớ nhớ là phải đảo cho liên tục để cho hạt đậu nó chín đều. Đối với một vài do ở của mình đây là mình dùng cái chảo nhỏ nên mình phải đảo cái lớp đậu nó dày. Còn đối với các bạn nếu có chảo lớn hơn thì các bạn làm cái chảo lớn hơn thì đậu sẽ rang nhanh hơn. Đây. Đây là bí quyết để cho hạt đậu giòn nè. Chúng ta bỏ thêm một chút bột gạo vào để cho cái bột gạo nó dính đều và nó hút ẩm của dầu thì làm cho cái hạt đậu nó khô và nó ngon hơn, nó giòn hơn. Sau khi bỏ bột gạo vào thì chúng ta tiếp tục đảo. Đảo cho đến khi nào mà cái bột gạo nó dính đều hết lên trên các cái hạt đậu thì lúc đó là được. Sau khi mà chúng ta thấy cái bột nó chín rồi thì chúng ta cho cái chén nước mắm đường và tương ớt hồi nãy vào nha các bạn. Chúng ta cứ đều là đã. Nhớ tưới đều để cho cái hạt đậu phộng nó thấm gia vị và chúng ta đảo cái hạt đậu phộng cho đều tay để gia vị nó thấm đều.
nhớ đảo đều tay nha các bạn. Đảo liên tục. Sau đó cho chúng ta cho chén tỏi, ớt phi vào và tiếp tục đảo đều. Đến khi nào mà mình thấy cái hạt đậu nó dẻo và có màu vàng cánh gián thì mình ở dưới đáy á, thì mình mới tắt bếp. Đó. Chúng ta đảo liên tục. Tại đường nó sẽ ra và nó làm dẻo. Nó sẽ dính bám đều vào cái hạt đậu. Nhớ đảo liên tục nha các bạn để tránh bị cháy nha. Rồi sau khi mà mình thấy nó vàng và thơm rồi á thì chúng ta trút nó ra một cái mâm hay là một cái nia để phơi cho nó khô hạt đậu. Và nhớ đối với mình á thì mình có cái nia nhỏ nhỏ nên mình trút ra thế này, nhưng các bạn mà có cái nia lớn hơn á thì các bạn nên trút ra nia lớn và banh trải đều nó ra. Để khi nó bị nó khô lại nó không bị dính cục nha các bạn. Và đây là thành phẩm đậu sau khi mình rang tỏi ớt và mình ăn vào thì thấy nó giòn và đậm đà vị của mắm đường và thơm mùi tỏi ớt. Chúc các bạn thành công nhé.